Yo 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 yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình là Dinh Nghiêm Túc đây, hello anh em. Chúng ta đang có sự kiện web của Furina, bắt đầu từ 6 tháng 11 2023, kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Sự kiện web có tên là Thám Tử Đặc Biệt. Để mình xem nó có bao nhiêu nguyên thạch, mình nghĩ là chắc khoảng 40, ok. Về số lượng nguyên thạch thì sự kiện web nó không ghi rõ, chắc chúng ta phải chơi mới biết được anh em à. Vậy thì hãy cùng mình tìm cách lấy cái nguyên thạch trong sự kiện này nha anh em, bắt đầu nha. Bắt đầu thôi, mình đang tắt nhạc đi, mình nghe nhạc của cái này nó rất là to ấy. Về cái phần sự kiện web này thì mình nghĩ là mình nên tóm tắt cho anh em, bởi vì sau khi mình chơi xong mình thấy nó cũng khá là dài. Khi vào chơi sự kiện này thì đơn giản là chúng ta không cần phải làm gì cả, đơn giản là anh em chỉ cần theo dõi cái sự kiện web nó kể chuyện thôi. Click vào các cái máy ảnh rồi nó sẽ kể cho anh em biết là cái manh mối nó diễn ra như thế nào. Sau rất nhiều những manh mối và những cái phần chuyển cảnh thì nó dẫn anh em đến cái phần kết luận. Khi hiện ra kết luận như thế này thì nó sẽ có phần du khách ngoại quốc, thành viên đạo bảo đoàn và người nào khác. Thì ở đây mình đã chọn vào người nào khác, và lúc đó thì nó sẽ chỉ ra đó là con trồn đạo bảo đoàn, chính là kẻ trộm. Để kết tội con trồn đạo bảo đoàn này thì nó yêu cầu anh em phải ghép các cái manh mối vào, giống như trong trò chơi Genshin chúng ta khi chơi cái phần cốt truyện ấy. Thì ở đây mình đã ghép như cái hình trên đây, anh em thấy rằng là 4 bức ảnh ấy là đã được ghép vào đúng 4 vị trí. Và như vậy thì cái phần sự kiện này nó đã kết thúc và chúng ta đã có thể giải được cái câu đố ở đây. Mình cũng chưa biết là chọn các cái nhân vật khác thì nó sẽ xảy ra như thế nào. Nếu anh em chọn thì anh em hãy để lại bình luận xem nó sẽ như nào nhá. Ok, đây là đoạn kết của sự kiện thì nó yêu cầu chúng ta chia sẻ sự kiện. Cái này thì nó không cho gì cả, mình bấm thử thôi. Và để nhận nguyên thạch thì phải bấm vào xem cái video. Khi bấm vào thì có thể không xem, tắt đi thôi là cũng hiện ra 40 nguyên thạch rồi. Thật sự thì đây là cái sự kiện web theo mình thấy là nó rất là dài đấy. Dài hơn rất là nhiều so với những cái phần sự kiện web trước đây mình đã chơi. Để nhận xét thì mình thấy rằng là cái phần sự kiện web này có cái cốt truyện khá là thú vị. Ok anh em. Nếu như anh em gặp lỗi thì anh em có thể vào cái phần tab này, sau đó thì ấn thoát ra vào lại đăng nhập lại xem em có được không nhá. Ok, chúc anh em chơi sự kiện thành công nhá. Ok, chào mừng anh em trở lại. Sau đây là một loạt những cái thông tin trước update 4.2. Những cái thông tin mà mình thấy rằng là trong live đặc biệt nó chưa đề cập. Đầu tiên là mình sẽ đến với cái phần dung lượng tải trước trên PC nhá anh em. Ở trên máy tính của mình thì đã hiện ra cái phần tải trước game rồi. Cái tải nguyên tải trước trên PC là 14.28GB, còn dung lượng cần giải nén là 29GB. Theo mình thì cái số dung lượng này nó cũng không phải là nhỏ đâu. Còn anh em chơi trên điện thoại ở Việt Nam thì đầu tiên là về cái thông báo bảo trì cập nhật phiên bản thì họ ghi rằng là do điều chỉnh có ứng dụng ở khu vực Việt Nam, cái này đã thông báo trước rồi. Nhà lữ hành có tài khoản cửa hàng khu vực Việt Nam hãy kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cập nhật phiên bản, tìm kiếm Genshin Impact FanTap để tải ứng dụng. Điều này có nghĩa là nếu như anh em định dùng cái Genshin FanTap này thì anh em phải đợi đến ngày update 4.2, tức là ngày 8 tháng 11 và sau đó thì anh em phải tải lại. Như vậy thì cái phần dung lượng phải tải về theo mình thấy là rất lớn. Cái thời điểm đó nếu tải chắc sẽ tốn thời gian của anh em khá đó nha. Nếu như anh em sử dụng Genshin ở những quốc gia khác thì có thể là không cần cái bước này, có thể vẫn tải trước được. Thông báo bảo trì cập nhật phiên bản từ ngày 8 tháng 11, 2023 vào lúc 5 giờ sáng giờ Việt Nam và sẽ có cái đền bù như thường lệ anh em ạ. Ok, đây là về cái phần thông báo tải trước cũng như là thông báo bảo trì cập nhật phiên bản nhé. Thất thánh triệu hồi nghiên cứu tập luyện kỳ chiến vô hạn thì tôi xin phép bỏ qua. Về sự kiện web thắng từ đặc biệt thì mình đã vừa làm đoạn đầu video rồi. Tổng hợp thông báo nhiệm vụ thì đây là những cái nhiệm vụ sẽ có trong phiên bản. Cái này thì cũng đã nhắc trong live đặc biệt rồi nên là mình cũng sẽ lướt qua thôi. Tuyển tập Genshin Impact thì cái này là cái phần video âm nhạc. Thông báo sự kiện cầu nguyện, đây rồi, đây là cái phần banner. Về banner thì chúng ta có banner của Furina và Baizu, và dàn 4 sao thì sẽ là Coley và Bedou. Về Coley là nhân vật hệ thảo và là nhân vật miễn phí đúng không anh em? Bởi vì mình nhớ không nhầm thì chúng ta có thể nhận được nhân vật này miễn phí khi mà qua Sumeru. Nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng của Coley thì không quá cao, do nhân vật này cũng có một số yêu cầu về cái phần cung mệnh và cái cách chơi. Bên cạnh đó thì các nhân vật miễn phí của hệ thảo để thay thế Coley thì có ngay một nhân vật đó là Mên Thảo, sử dụng cũng rất là hiệu quả. Thế là mình nghĩ rằng là cái tỷ lệ sử dụng của Coley nó bị ảnh hưởng khá nhiều. Về trường hợp của Bedou thì tỷ lệ sử dụng lại cao hơn so với Coley đang thống kê ở trên Agasarata. Cái này chỉ mang chất tham khảo thôi, mình nghĩ là chênh lệch này nó không quá nhiều đâu. Về Bedou thì cũng đã cũ lắm rồi, cũ rất cũ rồi. Cá nhân mình thì mình không sử dụng Bedou quá nhiều, tuy nhiên thì về để theo dõi đội hình sử dụng các thứ ấy, thì mình thấy rằng là vẫn có những đội hình hữu dụng. Với những cái thống kê như vậy thì mình thấy rằng là không quá hấp dẫn ở cái banner này, nhưng mà không phải là quá tệ, mình thấy rằng là nó ở mức giữa thôi, trung bình. Nó không phải là những cái trường hợp mà nói chung là mình không muốn thấy. Ok, đó là cá nhân mình thôi. Còn về trường hợp của Charlotte thì đây là nhân vật mới. Vì là một nhân vật mới trong cái banner này nên mình nghĩ rằng khi roll thì nếu có cũng sẽ giúp cho anh em khá nhiều. Nhân vật mới vẫn luôn luôn là một cái yếu tố rất là hấp dẫn trong những cái banner dạng như thế này. Cá nhân mình thì mình đã xem những cái thông tin rò rỉ về banner của nửa sau rồi, thì mình thấy rằng là rõ ràng là cái nửa sau của phiên bản 4.2 thì banner 4 sao nó ngon hơn. Còn nửa trước thì mình thấy rằng là banner nhân vật chỉ ở mức bình thường thôi. Tuy nhiên thì có Furina thì mình nghĩ là mình sẽ vẫn roll, bởi vì từ lâu rồi mình cũng không roll banner nhân vật chỉ vì nhân vật 4 sao.
Cá nhân mình thì vẫn đánh giá rằng đây là nhân vật có thể roll được, không quá nổi bật nhưng mà vẫn có nhân vật mới là một cái điểm cộng rồi. Về bên đấu vũ khí thì ngay cả trường hợp mình đã có Baizu rồi nhưng mà mình vẫn không muốn có được cái Ngọc Bích Huy Hoàng này. Nói một cách ngắn gọn thì nếu như là ra cái Ngọc Bích Huy Hoàng này thì mình có thể cho Baizu đeo, nhưng mà thực sự thì mình không muốn bỏ tài nguyên vào để lấy cái Ngọc Bích Huy Hoàng này. Nó chỉ đơn giản là một cái trường hợp tai nạn có thì mình xài thôi. Ngoài Baizu ra thì cái Ngọc Bích Huy Hoàng này không có nhiều nhân vật xài được, rất kén người sử dụng và thực sự là nó không nổi bật hơn các cái vũ khí FFP. Thành ra là không ai muốn lấy cả. Còn về cái sắc nước lộng lẫy thì mình thấy rằng là cái thanh kiếm này khá là hấp dẫn. Nó tăng sát thương bạo kích rất là cao, 88% nếu so nó với một số cái loại vũ khí khác như kiểu là cái xích giác phát thạch đao hay là thanh ánh lá phấn quyết. Thì mình nghĩ rằng là ngoài Fuina ra, cây kiếm đơn này cũng sẽ xài được cho các nhân vật kiếm đơn khác trong những tình huống khác. Về dàn 4 sao thì chúng ta có những cái khá là ok như là kiếm tế lễ hay là cung tuyệt huyền, thương rồng, mảnh trương tế lễ. Và đỉnh nhất thì phải nhắc đến thanh kiếm chuông đang đứng ngoài cùng bên tay phải. Về dàn 4 sao thì mình thấy khá là ok đấy, kết hợp với cả cái sắc nước lộng lẫy. Trong này thì có hai cái không muốn thấy nhất, đó là kiếm chuông và cái Ngọc Bích Huy Hoàng. Với cái bên đấu vũ khí này mình sẽ làm gì thì cá nhân mình vì đã có Baizu rồi, cho nên là nếu như ra cái Ngọc Bích Huy Hoàng thì dù không muốn mình vẫn cho nhân vật xài được, nên là mình sẽ thử roll để cho nó nổ xem sao. Về bên đấu vũ khí thì mình thấy rằng là trong trường hợp anh em có Baizu thì roll cũng được, còn nếu như không có thì có thể tính những phương án khác. Nếu như anh em không muốn ra cái Ngọc Bích Huy Hoàng này, tỷ lệ lệch ở bên đấu vũ khí ở Genshin nó rất là ảo. Vậy anh em nghĩ sao về banner nhân vật và banner vũ khí của 4.2 này? Anh em hãy để lại bình luận nhé. Như vậy là mình đã phân tích xong cái phần banner nhân vật và banner vũ khí rồi. Chúng ta có thông tin ở đây, đó là bản tin sự kiện phiên bản 4.2 vũ điệu tội lỗi kỳ 1. Sự kiện đầu tiên bắt đầu của phiên bản 4.2 này sẽ không phải là sự kiện lớn nhất, mà đó là sự kiện nhỏ, nó có tên là sự kiện chiến tuyến Mê Thành Trương Thủy Cảnh. Về cái chiến tuyến Mê Thành này, nếu như mình nhớ không nhầm thì trước đó đã có mấy cái vụ drama kiểu vui vui thôi, nho nhỏ về chuyện anh em tranh cãi rằng là nó có bao nhiêu ở nguyên thạch. Theo mình nhớ thì đúng là cái sự kiện này đấy. Và nó bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 2023, tức là chỉ ngay một ngày sau khi update thôi. Đây là sự kiện có khoảng 420 nguyên thạch và điều kiện tham gia là hạng bảo hiểm AR lớn bằng 20. Rất đơn giản thôi anh em. Vâng, tiếp theo là sau cái sự kiện chiến tuyến Mê Thành này vẫn không phải là sự kiện lớn nhất của phiên bản, mà đó là sự kiện nhỏ. Hai sự kiện nhỏ liên tiếp. Sự kiện là thí nghiệm nhận dạng hình ảnh, khiêu chiến chụp ảnh thú vị. Nó bắt đầu vào ngày 17 tháng 11 và kết thúc vào ngày 27 tháng 11. Điều kiện tham gia của sự kiện này đó là hạng bảo hiểm lớn hơn 20 và hoàn thành nhiệm vụ ma thần bài ca về rồng và tự do. Sau hai sự kiện nhỏ này thì mới đến sự kiện lớn nhất của phiên bản, đó là chuyến thám hiểm kỳ ảo. Sự kiện lớn nhất bắt đầu từ 23 tháng 11 cơ, còn rất lâu anh em ạ. Về cái sự kiện lớn nhất này thì điều kiện tham gia cũng là hạng bảo hiểm AR lớn 20 thôi anh em, tất cả đều là yêu cầu rất đơn giản thôi. Tóm lại thì chúng ta sẽ có hai sự kiện nhỏ bắt đầu trước và sự kiện lớn thì bắt đầu sau. Cái này thì có ảnh hưởng gì đến lượng nguyên thạch đã tính trước không thì mình nghĩ rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Vâng, những cái ngày trước update thế này thì lượng thông tin nó vẫn luôn đổ dồn về nhiều như vậy. Và theo mình đoán thì đây chưa phải là cái kết đâu. Rất có thể thì chiều nay chúng ta sẽ có thêm những thông tin khác nữa. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này của mình nhé. Nếu anh em có ý kiến gì về những thông tin này, đặc biệt là về phần banner, hãy để lại bình luận nhé. Hy vọng là sẽ được sớm gặp lại anh em trong những thông tin nóng hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ đăng xuất đây. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Mình đã đặt rất nghiêm túc đây. Bye bye.